À, xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với Võ Sư Cường với chúng ta. Mặc dù hôm nay là mưa bão nhưng mà anh vẫn quyết định biểu diễn màn võ thuật đặc biệt của chúng ta. Màn này có tên là màn túy quyền. Thái âm chân quyền trong nhu cương và trong cương có nhu. Rất to nhưng mà anh vẫn không quản ngại mưa mà đã biểu diễn cho các bạn xem bài Thiếu Lâm. Tâm bạch cốt chảo anh. Thân hình ta mối vào ngược 90. Anh kéo như con lợn quay của chúng ta. OJ come on Cường Nguyễn. Võ thuật đặc trưng của anh. Siêu đẳng cấp của anh. Wow. Mặc dù trời mưa rất to nhưng mà anh vẫn đang múa. Màn biểu diễn võ thuật cực đỉnh của anh. Wow, quay thế. Anh học quay thế 5 năm và bắt đầu đi biểu. Anh hiện tại anh đang là một người rất nổi tiếng. Nếu mà các bạn muốn truy nhập email của anh là cườngnguyen@yahoo.com. Ra bình luận đi. Anh đang cầm thanh xào múa trong bộ phim Tây Du Ký. Du Ký Tấy. Anh là một tên Ký Tấy. Tây Du Ký. Quay chủ yếu là quay video là chủ yếu là quay độ đẹp trai của anh Cường Nguyễn chúng ta. Chủ yếu là độ đẹp trai là chính. Và cá tính của anh đã được rất nhiều cô gái yêu thích và hâm mộ anh. Rất cá tính và đẹp trai và đa tài. Wow. Wow. Rất đẳng cấp. Anh đang nhảy như kiểu Lý Tiểu Long. Wow, anh đang đá. Wow. Rất chia đẳng cấp của anh. Lý Tiểu Long chân chân. Wow. Rất đẳng cấp. Wow, thân hình ta muốn vào người 90 vẫn là sở trường của anh. Sở trường của anh là cưới trần. Để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. Anh làm gì đấy? Anh múa côn chăng? Wow. Múa côn được đệ tử xem. Wow, đẳng cấp. Cường Nguyên thái âm trên kinh. Quá người nhện. Yakuler, anh em của Yakuler. Ronaldinho. Ronaldo Kaplop. Messi Bubu. Có sự cường nguyên chúng ta. Nếu mà quý vị nào mà thích so tài thì cứ đến gặp ở Võ Sư Cường Nguyễn và liên hệ với số điện thoại của anh. Nếu mà muốn kết bạn với anh thì Facebook Cường Nguyễn. Một võ sư nổi tiếng. Một rapper đẳng cấp. Wow, một rapper của chúng ta. Võ sư Cường Nguyễn. Bốn phút 17 giây đấy, 5 phút đúng không? Múa kiếm đi, 4 phút 22 giây rồi. Anh đang biểu diễn cho chúng ta là côn cuốc. Wow, OJ come on. OJ come on. Come on OJ. Wow. Võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Đẳng cấp có thừa. Muốn như tôi nữa không? Wow. Wow, đẳng cấp. Đúng rồi.